Rồi, chào các bạn, hiện tại mình đang tham dự cái sự kiện là Extreme Sim Master của Intel và đang đứng ngay ngoài Asus, và trên mình đang là công chuột Sparta bị chuột mới mà Asus vừa mới lấy về. Thì con chuột này thì nó được giới thiệu tại cái sự kiện là CS 15, và bây giờ mình sẽ cho anh mời xem coi nó như thế nào. Đầu tiên là phần thiết kế nó khá đẹp và khá hầm hố, thì nó là một trong ba dòng sản phẩm chuột cái men của Asus, là bao gồm Sika, Radius và con này con Sparta. Thì mình thấy là con này là nó rất hầm hố, và theo Asus cho biết thì thiết kế của nó là dựa trên cái thiết kế của một cái lưỡi thanh kiếm Ronan. Còn thanh kiếm như thế nào thì các bạn có thể tra Google, các bạn có thể xem đó. Rồi, thì mình sẽ nói sâu một số chi tiết về con chuột này. Đầu tiên thì nó có tổng cộng là 12 phím, cũng như là nó sử dụng là cái đèn led đây là dây bên dưới ha, đồng biến bên dưới, và nó có giải DPI là 8200 và tần số quét là lên đến 20000, cũng khá là tuyệt vời. Ngoài ra cái con chuột này nó sử dụng hai cái cơ chế là sử dụng có dây hoặc là không dây. Thì khi mà các bạn sử dụng có dây thì là phía trước chúng ta sẽ sử dụng kết nối không dây và vào cái PC hoặc là cái laptop. Còn nếu mà các bạn sử dụng không dây thì bên dưới nó sẽ có một cái công tắc ở đây, các bạn gật vào thì nó sẽ kết nối thông qua cái đốc sạc như thế này. Đó, có thể đẹp đốc sạc của Asus ha. Đó, khá là đẹp. Rồi, ngoài ra thì bên dưới sẽ có một nút khe như thế này để mà các bạn có thể kết nối với cái để mà sử dụng không dây, và chúng ta có những cái nút quan ở dưới để mà giữ trong chuột có sử dụng tốt hơn. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có bên cạnh trái sẽ có tổng cộng là 6 phím để mà các bạn sử dụng gắn macro hoặc là sử dụng những cái chức năng khác, và có những cái đường mở tiếng này thì nó theo công như là những cái hủ tiếc Maya cổ ngày xưa. Rồi, con chuột này thì nó được trang bị đèn led RGB 16.8:1 rất là đẹp, và chúng ta có nút chỉnh DPI ở đây đó, khá là hầm hố. Thì mình thấy mình thì cái cảm giác cầm con này là khá là thoải mái ha. Đây mình sẽ cầm cái này, cái tay mình rất là bự và cầm khá là thoải mái đó. Chúng ta có một con lăn ở đây, thì đây là cạnh phải của cái máy như thế này đó. Rồi, thì do cái con này thì mà mới lấy về cho nên là mình cũng chưa rõ hiện tại là giá bán của con này như thế nào, thì mình sẽ có bài viết trên tay đánh giá chi tiết trong thời gian sớm. Sau đó thì cái bề mặt của con chuột thì nó được làm dạng sần và chống bám con tay cũng khá là ổn. Rồi, thì đây là cái đốc sạc của con Asus ha, nó cũng có đèn led bên dưới, thì nó sẽ thông qua một cái đốc sạc như thế này, có hai cái chấu kim loại ở đây, và bên ở đây có cái 500 các bạn đứng như thế này, nó sẽ dán chặt trên cái đế và nó gọi là sạc cho cái con chuột Sparta được luôn. Thì bên trong con chuột này nó sẽ được tích hợp sẵn một cái pin là 900mAh đủ cho các bạn có thể sử dụng trong một thời gian khá là dài đó, trước khi các bạn sạc đầy. Rồi, thì đó là toàn bộ những thông tin mà mình cho bạn biết về cái con chuột Sparta mới này, thì mình sẽ có bài đánh giá cho anh nhanh chi tiết cho các bạn sau. Rồi, chào các bạn.